Hello, Mỹ Mô Tô em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em có mặt tại cửa hàng mô tô của anh Dương nha anh chị. Tiếp tục cập nhật cho anh chị các bạn mình xe mới về nha. Hôm nay thì xe mới về với lại xe bên cửa hàng còn rất là nhiều mẫu nha anh chị các bạn. Từ 125 này cũng như là 110 cho đến 1000cc cũng có luôn ha. Đó thì đầu tiên trước mắt anh chị và các bạn là mẫu xe Honda CB 650G nha anh em. Xe này mới về nè. Bốn máy thì anh em mình nói chung là máy nổ rất là hay luôn anh chị, bốn máy mà. Con này là 2022 nha anh em, biển là 60. Đó, anh em muốn rút hồ sơ sang tên là cửa hàng có hỗ trợ cho anh em mình luôn nha. Đó, cứ yên tâm về phần đó. Hiện tại là 169 triệu nha anh em. Xe thì còn nguyên bản luôn, nguyên zin luôn anh em. Có lên chống đổ cho anh em mình nè. Đó. Sạch sẽ ha. Nè, chợ sáng nè. Mẫu này rất là đẹp luôn anh em. Anh em nào mà thích mẫu kiểu của Honda thì bên đây mình còn nhỏ hơn xíu này, có CB. CB 300G anh em. Đó, xe cũng mới về luôn. Đây, cũng giống nhưng mà em nó nhỏ hơn. Đây, phân khúc nó nhỏ hơn nha anh em. Để cho anh em mình xem cái màu này nha. Đó, CB thì không có cái màu này nha anh chị. Này là chủ trước người ta có dán cái bộ tem lên đó anh em, màu xanh rêu nè. Anh em nào không thích thì lột ra. Đó. Con này thì 2020. CB 300G nhập khẩu Thái Lan anh em. Xe nguyên bản riêng luôn nha. À, chủ thì chỉ có dán cái màu này lên thôi. Anh em nào không thích thì mình sẽ lột ra được nha. Biển Sài Gòn luôn. Đó. Đây. Máy móc còn im gu ha anh em. Còn nguyên zin nha. Anh em nào muốn sang tên thay đổi biển số là đều được nha anh chị. Con này là 86 triệu nha anh em. 86 triệu nè. Đó, CB thì 300 thì bên đây thì cũng vẫn còn luôn. Rồi, giá cả là khác nhau. Trời anh. Đây. CB anh em mình thích màu đen, màu đỏ cũng có nè. Mềm nhất là cái em màu đen này. Màu đen này thì có 75 thôi anh em. Biển là 79. 2022 nè. Xe thì nguyên zin nha anh chị. Xe này cũng còn nguyên zin nữa. Con này chưa có lắp cái bồ vô. Đó cho nên nổ nó hơi to ha. 75 triệu nha anh em. Rồi bên đây là 2021 nè. Con này biển 95 nè anh chị ha. Sẵn mình sẽ lướt cho anh chị các bạn mình luôn. Mình lựa được chứ nào được mình lựa nha. 89 triệu nha anh em. Máy móc thì cũng còn nguyên zin luôn. Và bô với lại đuôi sau là còn nguyên zin luôn á anh em. Rồi màu đỏ tiếp tục nè, 2022 luôn. Con này cũng biển Sài Gòn nè anh chị ơi. Đó. Xe sạch đẹp nha, liền lạc. Đó, rất là cứng luôn. 83 triệu nha anh em. Đó, đó là mẫu xe Honda CB 300 nha, nhập khẩu Thái Lan. Còn ai nào thích cái kiểu dáng cổ điển hơn xíu nữa thì có Beo nè. Beo 500, Beo 300 nè anh chị các bạn. Đó, cũng nhập khẩu Thái Lan luôn. Thì đầu tiên là xe này mới về nè. Chiếc này Beo 500 mới về thì mình sẽ cập nhật trước nha. Con này là biển 71 2019 anh chị. Xe thì cũng còn nguyên bản luôn. Mà chủ người ta có ốp lên mấy món đồ chơi ha. Chống đổ nè. Với lại là cản đằng sau anh em. Có cái cản để mình gắn 3 thùng luôn. Hai thùng hai bên với thùng ở phía sau nha. Anh em nào muốn thích gắn thì gắn vô. Đó, còn không gắn thì mình để về mình đi. Xe nguyên zin luôn. Rồi con này là 119 triệu nha anh em. Đó, Beo 500 hiện tại là phải nói là cực kỳ mềm trong hiện tại luôn. Mấy năm trước hoặc là mấy tháng đầu năm á anh em. Beo 500 là từ tầm giá là 140-150 á mới có xe nha. Hôm nay còn 110 mấy á mà xe còn đẹp nha, sạch đẹp anh chị. Anh em nào thích xe độ thì có xe độ luôn. Beo 500 độ nè anh chị. Đó. Ghi đông cao rồi ha, ngồi là lái thoải mái luôn. Là với lại mâm là mâm độ đúc luôn. Ốp phuộc nè, ốp ở đầu nè. Đó, cản chống đổ khung nè. Cản sao anh em. Con này là 159 nha anh chị. Độ là 159, biển là 60 2020. Đó. Rồi, tiếp tục luôn, cũng độ luôn. Độ 500 mình quay nó luôn. Đây, độ kiểu dáng này là rất là đẹp luôn anh chị, bô trên bô dưới. Hay độ kiểu dáng ở đây, có một chiếc đang độ cho khách nè. Đó, khách đang độ kiểu thế này nè.
Anh em nào mà thích muốn độ kiểu thế này thì bên cửa hàng Dương có độ cho anh em mình luôn nha. Đó, độ kiểu này rất là đẹp anh chị. Ừ, cũng giống giống hao hao, giống giống như chiếc bên đây nè. Nhưng mà chiếc bên đây là độ cái yên đó sao là nó gặp được nha anh em. Còn cái chiếc kia thì không có gặp một yên mà ngồi solo cái này, ngồi một người thôi này. Có thể gặp cái này vô trong nha. Đó. Là một người ngồi luôn, anh em nào chở thì mình sẽ thể lấy cái yên này ra. Đó. Để lên đây. Rồi. Ok luôn. Bô trên bô dưới rất là hầm hố và đẹp luôn nè. Kiểu như Atlay nha anh chị. Rồi con này beo 500 nha, biển Sài Gòn 2020. 155 nha anh em. Đó, xe độ. Xe riêng thì nó rẻ hơn nè, anh em thích xe riêng thì lấy chiếc này. 110 mấy à. Còn beo 300 thì đây cũng còn một chiếc riêng. Một chiếc độ nữa nè. Đó, anh em mình dễ lựa chọn nha. Con Zin này là biển 61 2020 nè anh em. Con này thì chủ ta có lên cái chống đổ khung luôn nè. Với cản sao với lại tựa lưng luôn anh em. Đó, mọi thứ là còn nguyên bản hết đó nha. 89 triệu nha anh em. Đó, beo 300. Khá là mềm luôn anh em ơi. Nhập Thái Lan, máy móc Zin nha anh chị. Rồi tiếp tục beo 300 độ là 2020, biển là 61 nè. Đó, độ thì cũng bô nè. Với lại là mâm đúc luôn anh em. Ốp phuộc đó nè. Đây là có ốp đầu đèn nè, ghi đông cao nè, hai thùng phía sau với tựa lưng cản sau luôn nha. Đó, 300 119 triệu nha anh chị. Đó, anh em nào thích độ thì giá nó nhỉnh hơn nha, cao hơn xíu. Xích zin thì giá nó mềm, 89 triệu thôi. Ok anh em. Đó, đó là những mẫu xe nhập Thái Lan nha anh chị các bạn. Đó, của mẫu xe Honda. Rồi tiếp tục mình sẽ xuống bên dưới này, mình cập nhật thêm cho anh chị các bạn mình vài mẫu phân khúc lớn nè. Cũng như là 190 đây ha, 190 là có Honda luôn. CB 190F nè. 218. Biển là 660 nè anh chị, là còn một cặp luôn nè. Hết bình hết rồi. Bình nó yếu rồi nè. Con này là 39 năm nha anh em. 39 năm. Con bên đây là 29 năm. Đó. Con này 218, biển là 61 nè. Máy móc còn rất là chắc nha anh chị ơi. Đây. Honda CB 190 nè anh em ơi, thở lên bằng A2 nha, 190 thì lên bằng A2 rồi. Rồi qua đây nha, những mẫu phân khối lớn nè, đây có mình có G3 nữa nè. G3 biển 61 nè anh em, có 65 triệu nè. Còn một chiếc duy nhất à. G3 mẫu cũ anh chị. Đây. Đó, nhiều anh em mình cũng còn thích cái mẫu này nha. Hôm nay bên Dương là còn chiếc á, hơn 60 triệu xíu à, giá còn thương lượng bớt mạnh tay, bớt mạnh cho anh em mình nữa đó nha. Anh em mình thiện chí thì alo ngay, liên hệ ngay qua số trên màn hình nha anh em. Bên trong thì mình còn Kawasaki Fulsan 200 nè. Là còn một cặp luôn, là điều bản ABS hết nha anh chị. Con bên ngoài là 33 triệu 500 nè, 218, xe nguyên bản riêng luôn. Rồi con bên trong là màu đen nè, 217. Đó, con này thì 39 triệu nha anh em, biển Sài Gòn. Đó, màu đen nè, bị điều bản ABS hết luôn. Và xe này còn nguyên bản zin hết luôn nha anh chị. Áo là còn nguyên zin luôn nè. Không có bể vỡ gì hết nha. Còn màu xanh để mình xem biển ở đâu nha anh chị. Đó, biển Sài Gòn luôn. Đuôi là còn nguyên zin nè anh em. Quay cái đuôi cho anh em mình xem. Cái đuôi xe này phải nói là đèn cực kỳ đẹp luôn. Kiểu như là trái tim nha anh chị. Rất là đẹp. Ở phía sau dòm tới, dòm rất là đẹp luôn. Đó, đèn nguyên bản đó. Rồi, phân khối lớn thì tiếp tục lên phía trên. Còn Honda nè, Honda NC700 anh em, 700S nè. Con này hiện tại là thanh lý một chỗ nha anh em. Con này bán rồi hả? Rồi, cho qua luôn nha anh em. Bán rồi. Rất là mềm luôn anh chị. KTM nè anh em, GC390. Xe này là bản mới nha anh chị ha. Đi mới có 200 cây à. Xe còn như mới luôn, rất là đẹp anh em. Bản mới thì anh em mình thấy cái đầu đèn ở phía trước là nó khác nè ha. Đó, rất là đẹp. Thể thao không ha. Con này hiện tại còn trăm mấy? 149. 149 nè, bữa trăm năm mấy đúng không? 149 giảm 10 triệu. Giảm 10 triệu còn 149 nè. Rồi bên đây mình còn em KTM Dup 200. Đó, xe thì cũng như là tương tự như xe mới luôn anh em. Con này bữa là đầu tiên là 99 phải không? Giờ còn 85 triệu anh em. Đó.
99 mà hôm nay còn ở 85 rồi, giảm mười mấy triệu luôn. Xe mới luôn đấy. Xe này mới luôn anh chị. Anh em mình có theo dõi cái kênh của em thì cũng biết ha. Đó. Xe này rất là lâu rồi nè, khá là lâu nên hôm nay sale giảm rất là mạnh luôn em. Rồi lên trên đây mình còn Z650, hôm nay Z8 là hết luôn anh em ơi. Z8 này hết rồi. Còn Z650 nè. Với Z1000 nè. Đây Z650 là 2018 biển Sài Gòn anh em. Hôm nay là còn 99 triệu à. Bữa là tới 109 lần. Đó, anh em mà thiện chí thì mua ha, cửa hàng còn giảm mạnh nữa đó. Ở đây là Z1027 luôn nè anh em, biển Sài Gòn luôn. Con này là 249. Còn 239 triệu. Đấy. Anh em nào thiện chí là còn alo ngay nha, qua số trên màn hình nha. Còn thương lượng giá nữa, nếu anh em mình chịu mua và chịu thương lượng giá thì trên cửa hàng còn bớt anh em mình nữa đó nha. Cứ mạnh dạn nha anh em. Đây giá 1000 còn một chiếc duy nhất thôi. Màu xanh luôn, đặc trưng của cao qua luôn, xe rồi bô còn zin luôn anh em. Bô zin. Biển Sài Gòn luôn. Anh em muốn rút hồ sơ sang tên là đều được nè. Chống đổ chợ sáng là đầy đủ hết luôn nha anh chị. Đó. Rồi, tiếp tục xuống bên dưới này còn FZ250 ở phía trong nữa kìa. Xíu là bỏ qua luôn rồi. 1000 cây. Đây. Sài Gòn, bản ABS nha. Con này là bản ABS nha anh em. Đi cực kỳ ít luôn. Đi mới có 1000 cây à anh em. Yamaha FZ250 nha. Xe này có lên cây bô anh em ơi. 2021. Con này 59 triệu à. 59. Đi 1000 cây à. 2021. Rồi, xuống bên dưới mình còn một lô G-Fit kìa anh em. Đó, của hãng G-Fit T-Win 250 luôn nè. Đó, còn 4 chiếc luôn. Giá cả khác nhau nha. Những chiếc này thì anh em nào mà có quan tâm mà fan đó thì cứ trực tiếp liên hệ nha. Còn giá mình báo là còn giảm mạnh nữa nha anh em. Đầu tiên là 2021, biển là Đồng Tháp nè. 45 năm nè, còn bớt nè. Đó. Rồi bên đây. 2021 luôn, biển Sài Gòn luôn nè. Đi 4000 cây 59 triệu nè. Đó, còn bớt nha. Hai máy nổ rất là hay nha anh em. Con này 2021 biển 72 đi 12000 cây 53 triệu nè. Đó, còn bớt cho anh em mình nữa nha. Tiếp theo là 2020 biển 62 đi 5000 hơn 5000 cây. Con này 56 triệu nè anh em, còn bớt nè. Con này có thùng ở sau, túi da luôn. Đó. Rồi ngoài ra thì có phía dưới là mình có beo 250 nữa nè. Beo Nhật 250 nè anh em. Anh em nào thích dáng cổ điển mà huyền thoại thì rước em nó về nè. Đó, xe Nhật nha, Honda nha anh em. 250. 209 biển Sài Gòn 215 triệu. Xe sạch đẹp liền lạc. Anh em nào thiện chí thì cứ trực tiếp đến cửa hàng để mình xem xe nha. Coi chất lượng xe như thế nào nha anh em. Xe nói chung máy nổ thì thầm luôn, clip trước em có quay rồi nè. Đó, bấm nhẹ phát là nổ liền anh em. Guarantee rồi. 130 triệu. Đó. Đây là quay sát cho anh em mình xem máy móc hoặc là chi tiết trên xe nè, còn rất là đẹp nha anh em. Bữa là tới 230 mấy lần á. Hôm nay còn có 215 thôi. Đây này cận Tết cuối năm rồi, xả cho anh em mình mua về mình đi Tết nè. Đó. Biển Sài Gòn A3 luôn. Thì cửa hàng cũng sắp nghỉ Tết anh em. Anh em nào còn có nhu cầu quan tâm thì mình tranh thủ trong cái dịp này nha. Đó thì mình có thể đến cửa hàng để mình xem như là test máy nè, ưng thì có thể mua thôi. Trong dịp này thì giá tất cả những mẫu xe bên cửa hàng luôn là đều còn giảm mạnh cho anh em mình nữa nha. Cứ thiện chí đến cửa hàng. Đó thì video hôm nay thì em sẽ cập nhật những mẫu phân khối lớn thôi nha. Còn phân khối 150 thì rất là nhiều mẫu luôn. Chẳng hạn như là MT15 nè. Đó, rất là nhiều mẫu CB 150 nè anh em. Rồi những mẫu xe SH chẳng hạn như là SH 125, 150 đó cũng có luôn. Đó chắc có lẽ là hẹn anh em mình clip sau nha, mình sẽ cập nhật cho anh em mình. Còn nếu mà anh em mình có quan tâm mấy mẫu phân khối 150 á thì có thể trực tiếp mình liên hệ qua số trên màn hình luôn để được mình xem xe lên là chi tiết nha anh em nha. Ưng thì có thể cọc xe, cửa hàng có giữ xe cho anh em mình cũng như là ship xe cho anh em mình ở xa luôn nha anh em. Đó thì em cũng rất cảm ơn anh chị các bạn mình đã theo dõi hết video nha. Và hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.